Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 7 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh và 16 tỉnh thành khác có thêm 3.794 ca mắc COVID-19. Hà Nội kéo dài giãn cách, ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh tăng lại. Đề xuất xây bệnh viện dã chiến ở khu công nghiệp. Phát hiện gia đình F0 tổ chức đám tang cho con và rất nhiều người đã tới dự. Và sau đây là tin chi tiết. Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 7 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.794 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 16 tỉnh thành khác. Đến sáng nay, đã có thêm 8,5 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm chủng ở nước ta, tính từ 18:30 ngày 6 tháng 8 đến 6:00 ngày 7 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 3.794 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.836 ca, Bình Dương 882, Đồng Nai 466, Tiền Giang 165, Long An 160, Bà Rịa Vũng Tàu 100, Vĩnh Long 62, Phú Yên 31, Sơn La 20, Kiên Giang 17, Bình Định 17, Lâm Đồng 12, Đồng Tháp 11, Đắk Nông 7, Hải Dương 3, Bạc Liêu 3, Thanh Hóa 2, trong đó có 933 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 7 tháng 8, Việt Nam có 197.175 ca nhiễm, trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 194.837 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 193.267 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh và Bắc Cạn. Có 12 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình và Bắc Giang. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi là 62.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 518 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 18 ca. Hà Nội kéo dài giãn cách, ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh tăng lại. Chính quyền Hà Nội tiếp tục giãn cách Hà Nội theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh tăng trở lại với hơn 4.000 trong một ngày. Ngày thứ 14 thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, Hà Nội ghi nhận thêm 116 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên 1.877. Những ngày qua, số ca mắc mới trên địa bàn trung bình từ 50 đến 70 ca mỗi ngày, trong đó nhiều ca lây nhiễm cộng đồng, phát sinh tại các điểm nguy cơ cao như chợ đầu mối, siêu thị. Chiều ngày 6 tháng 8, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện về việc tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày, triển khai chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, người dân ai ở đâu ở đó để đảm bảo khống chế sự lây lan dịch bệnh. Tại các khu vực không có dịch, tức là vùng xanh, chính quyền thủ đô yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Tại các khu vực có nguy cơ vùng da cam, gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, chính quyền cơ sở phê duyệt phương án phòng chống dịch, chỉ cho hoạt động khi đảm bảo các quy định liên quan. Đối với khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly, vùng đỏ, chính quyền quyết định các biện pháp phong tỏa hoặc cách ly y tế với diện tích phù hợp, chủ động quyết định các biện pháp cao hơn để đảm bảo khống chế dịch trong thời gian ngắn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 68 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 và 16 tăng cường. Đợt giãn cách thứ 6 dự kiến kéo dài đến giữa tháng 8. Hôm qua, đô thị lớn nhất nước ghi nhận thêm hơn 4.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên gần 114.000 ca.
Như vậy, sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới giảm thấp nhất trong 3 tuần, 3.300 ca vào hôm 4 tháng 8, số ca mắc mới tính theo ngày tại thành phố đã tăng trở lại. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị ca COVID-19 theo mô hình tháp 5 tầng. Trong đó, tầng 1 theo dõi F0 không triệu chứng, không bệnh nền. Tầng 2 điều trị F0 có triệu chứng và bệnh nền kèm theo. Tầng 3 tiếp nhận F0 triệu chứng trung bình và nặng. Tầng 4 điều trị F0 có bệnh lý nền nặng. Tầng 5 hồi sức chuyên sâu F0 nguy kịch. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng, đến ngày 5 tháng 8, thành phố có 20 bệnh viện thuộc tầng 3 đang điều trị 4.385 F0, 15 bệnh viện thuộc tầng 4 điều trị 4.238 F0 và 4 bệnh viện tầng 5 điều trị 1.450 người. Ngoài ra, thành phố đang có 193 cơ sở cách ly F0 tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện thuộc tầng 1 với 53.617 giường. 16 bệnh viện dã chiến thu dung thuộc tầng 2 đang tiếp nhận 23.305 người bệnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, tầng 3 và tầng 4 trong 5 tầng điều trị COVID-19 đang chịu rất nhiều áp lực. Các bệnh viện 3 tầng cuối này gần như đã hoạt động hết công suất. Thành phố đang tập trung tổ chức lại và xem xét rút ngắn quy trình nhằm có thêm không gian tiếp nhận điều trị bệnh nhân, nhất là sơ cấp cứu và cấp cứu. Ngành y tế sẽ liên thông các tầng này. Nếu F0 ở tầng 3 chuyển nặng sẽ đưa lên tầng 4, tầng 5. Khi F0 ở tầng 5 đã được điều trị nhẹ hơn thì sẽ chuyển xuống tầng dưới. Làm việc với các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo chống COVID-19 quốc gia cho rằng thành phố phải phòng chống dịch thời gian dài nên có một số giải pháp chỉ phù hợp trong thời gian ngắn. Còn về lâu dài, không thể áp dụng các giải pháp giống nhau cho cả địa bàn. Theo Phó Thủ tướng, vấn đề quan trọng hàng đầu thời điểm này là phải duy trì được sản xuất và phân phối những mặt hàng thiết yếu nhất để phòng chống dịch như trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm và vận chuyển hàng hóa. Thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét các doanh nghiệp này là nhóm ưu tiên đặc biệt vì họ đang lo miếng ăn cho người dân. Từ đó xây dựng các tiêu chí ứng xử đặc biệt, chăm chút tốt hơn cho doanh nghiệp để họ vững tâm sản xuất. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sản xuất bị tê liệt, ông yêu cầu. Hôm qua, Bộ Y tế thông báo các đơn vị không đến nhận vaccine COVID-19 ở kho, triển khai tiêm chậm sẽ bị chuyển vaccine sang đơn vị khác và xem xét dừng phân bổ trong các đợt tiếp theo. Trong ngày 6 tháng 8, cả nước ghi nhận 8.320 ca tại 42 tỉnh thành, trong đó 6.834 ca phát hiện ở khu cách ly, phong tỏa. Còn lại đang điều tra dịch tễ, giảm 76 ca. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 189.422, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là vùng dịch lớn nhất cả nước với 113.976. Tiếp đó là Bình Dương 23.547, Long An 9.024, Đồng Nai 6.596. Đề xuất xây bệnh viện dã chiến ở khu công nghiệp. Để không đứt gãy chuỗi sản xuất và điều trị cho công nhân, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh xây bệnh viện dã chiến ngay tại khu công nghiệp. Đây là một trong những đề xuất vừa được Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch cùng các bên liên quan. Theo HBA, tính đến đầu tháng 8, có gần 50% doanh nghiệp của 17 khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện 3 tại chỗ. Qua thẩm định, có gần 84% trong số này đạt quy chuẩn 3 tại chỗ. Còn 92 nhà máy đang bổ sung thêm các điều kiện cần thiết. Để tiếp tục hoạt động và duy trì chuỗi sản xuất, tránh đứt gãy và mất đơn hàng, HBA kiến nghị thành phố cho phép xây bệnh viện dã chiến tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. HBA cho biết, hiện nay công ty Sepchon Linh Trung đang cùng một số nhà đầu tư đề xuất HEPSA cho phép xây dựng bệnh viện dã chiến để chủ động phòng chống dịch. Công ty chọn khu chế xuất Linh Trung với hai nhà xưởng có sẵn 1.800m2 cùng trang thiết bị sẽ được đóng góp từ nhiều phía. Cùng với đề xuất xây bệnh viện dã chiến, HBA cũng kiến nghị cơ quan y tế các cấp và bệnh viện hỗ trợ doanh nghiệp về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ y tế, tạo điều kiện cho từng nhà máy, doanh nghiệp chủ động xét nghiệm nhanh, theo quy trình giám sát công nhân viên tại chỗ. Hiệp hội cũng kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân tại khu công nghiệp Cát Lái, cảng Cát Lái. Liên quan đến mô hình bệnh viện dã chiến trong khu công nghiệp, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đang cho triển khai thực hiện. Trong đó, bệnh viện dã chiến tại khu công nghiệp Thành Công
Trảng Bàng, quy mô 600 giường, bệnh viện dã chiến khu công nghiệp Phước Đông, trong đó công ty đầu tư hạ tầng giao 1,5 hectare đất sạch và tỉnh đầu tư xây dựng trang thiết bị toàn bộ vận hành quy mô 500 giường. Khu chế xuất Linh Trung 3, Trảng Bàng, dự kiến giao đất hoặc nhà xưởng cho Tây Ninh xây dựng bệnh viện dã chiến như hai mô hình trên. Hiện gia đình F0 tổ chức đám tang cho con và rất nhiều người đã tới dự. Trong lúc nhiều tỉnh thành áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16, một gia đình có người nhiễm SARS-CoV-2 ở Sóc Trăng tổ chức đám tang với 129 người tham dự. Ngày 5 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của hai huyện Mỹ Tú và Châu Thành, Sóc Trăng truy vết các trường hợp dự đám tang tại nhà bà T.T.T. ở ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, trước khi gia đình xin về nhà và tử vong vào sáng ngày 29 tháng 7. Bà T bị bệnh hiểm nghèo, điều trị tại khoa nhiễm E của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Trong những ngày bà T nằm viện, mẹ của người này trực tiếp chăm sóc cho con gái. Ngày 2 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng phát hiện bảo vệ trực tại khoa cấp cứu tổng hợp và khoa nhiễm E dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế xác định mẹ, con gái và một người họ hàng của bà T nhiễm nCoV. Nói với chúng tôi, bà Nguyễn Văn Thứ, Bí thư huyện ủy Mỹ Tú cho biết, cơ quan chức năng phát hiện gia đình bà T đã tổ chức đám tang từ 29 đến 31 tháng 7. Có 129 người của nhiều xã trong huyện Mỹ Tú và hai xã Phú Tân, An Ninh của huyện Châu Thành dự đám tang. Cơ quan chức năng truy vết được 54 F1, 188 F2. Ổ dịch này phức tạp nhất của huyện, liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Trong 129 người dự đám tang, có 4 người ở huyện Châu Thành, còn lại là huyện Mỹ Tú. Ông Thứ nói, đến chiều ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, đám tang chỉ có khoảng 20 người dự, không nhiều như thông tin Bí thư huyện ủy Mỹ Tú cung cấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú Nguyễn Việt Phú sau đó cũng xác nhận, số liệu 129 là xã cộng lại từ những người gửi tiền đi đám tang rồi báo về huyện. Các anh ở xã đang dối lên, báo con số đi đám tang nhiều, chứ người dân đâu dám đi đông vậy đâu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký công văn gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của hai huyện Mỹ Tú và Châu Thành để yêu cầu báo cáo về việc nhiều người dự đám tang tại nhà bà T. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đám tang này có nhiều người từ các xã khác đến dự. Đã có người trong gia đình và một số khách đến dự đám tang mắc COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu lãnh đạo huyện Mỹ Tú và Châu Thành khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch và xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.